Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta được học hỏi lời của Chúa trong loạt bài có những chữ lại. Như là chúng ta nhớ lại, chúng ta trở lại, chúng ta ăn năn trở lại với Chúa, chúng ta được làm mới trở lại. Và hôm nay chúng ta sẽ kết thúc với bài Cứ Ở Lại. Đây là một nhu cầu rất là quan trọng và tôi muốn chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay. Đối với tôi thì đây là một trong những từ quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh, bởi vì nó chính là cái nguồn để giúp đỡ cho chúng ta. Đời sống cơ đốc nhân của chúng ta chỉ có thể có được khi chúng ta cứ ở lại. Đời sống thuộc linh của chúng ta có đầy quyền năng của Chúa hay không, nó cũng tùy thuộc vào việc chúng ta có ở lại hay không. Cho nên rất là quan trọng. Luôn cả để chúng ta có thể yêu thương những người lân cận thì chúng ta cũng cần phải ở lại. Tất cả chúng ta cần ở lại. Mà thêm một điều nữa, một chữ nữa mà trong bản Kinh Thánh tiếng Việt của chúng ta đó là cứ ở lại. Không chỉ ở lại mà thôi, nhưng mà thường xuyên cứ ở lại ở trong ơn của Chúa. Thì chúng ta sẽ kinh nghiệm được tất cả những gì Chúa định cho chúng ta sống, chúng ta có thể sống được bởi vì chúng ta cứ ở lại trong Chúa. Tôi trong thời gian này muốn nêu lên một vấn đề để chúng ta cùng suy nghĩ. Tôi không biết là anh chị em có kinh nghiệm điều này hay không, nhưng mà có bao giờ anh chị em cảm nhận là mình biết có những điều tốt mình cần phải làm để mình gần gũi Chúa hơn, nhưng mình không làm? Hay là đời sống thuộc linh của chúng ta đang mạnh mẽ, đang tốt đẹp với Chúa, rồi cuộc đời có những cái sự thay đổi và khiến cho chúng ta đã gạt bỏ những điều đó sang một bên. Cuối cùng chúng ta không còn cảm nhận được sự hiện diện của Chúa, không cảm nhận được tình yêu của Ngài, cũng không cảm nhận được phước hạnh mà Chúa Ngài đã dành cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta rơi vào trong tình trạng mà chúng ta nói rằng tôi không biết lý do nào mà tôi ở trong tình trạng như thế này. Khô hạn thuộc linh, đời sống không còn thấy ý nghĩa, không thể yêu thương những người lân cận và không có sự bình an ở trong cuộc đời của mình. Tôi tin rằng từng hồi từng lúc chúng ta ai cũng trải qua những cái giây phút hay là những cái giai đoạn như vậy trong bước đường đi theo Chúa của chúng ta. Nhưng mà điều khác biệt là có những người nhận biết rồi tìm trở lại với Chúa. Có những người thì cứ tiếp tục đi ở trong cái cuộc sống, sống mỗi một ngày một xa Chúa càng hơn, đến một cái mức độ là không còn biết mình là ai nữa. Và nghi ngờ luôn đức tin của mình ở trong Chúa. Không biết mình thật sự được cứu hay chưa. Đó là vấn đề rất dễ xảy ra. Và xin Chúa Ngài cho để hôm nay chúng ta sẽ nhận định vấn đề và chúng ta tìm cách để chúng ta giải quyết. Trước khi chúng ta đi vào trong đề tài này, tôi xin có 9 câu hỏi để đặt ra với chúng ta như là để chẩn đoán đời sống thuộc linh của chúng ta. Bạn có thỉnh thoảng hoặc thường xuyên làm một trong 9 điều này hay không? Thứ nhất là bạn có tự hỏi, tôi tự hỏi là có bao nhiêu người trong số anh chị em có thể nói rằng đôi khi chúng ta thiếu yêu thương. Bạn rất dễ mất bình tĩnh. Bạn có thể thiếu cái suy nghĩ một cách chín chắn. Bạn có thể trở nên người hay xét đoán những người khác. Rồi thứ hai, bạn có đôi khi hoặc là thường xuyên ở trong tình trạng chán nản, trầm cảm. Bạn có thể đang thiếu niềm vui. Bạn có thể đau khổ, bạn có thể thật sự dễ bị tổn thương trước những thăng trầm của cuộc sống. Và khi mọi thứ tốt thì bạn cảm thấy mọi việc tốt. Nhưng khi mọi thứ không tốt, bạn cảm thấy tinh thần của bạn rất, rất thấp. Chúng ta nhớ ở trong trí của mình trong thời giờ này đánh dấu bên cạnh những cái câu hỏi này. Nếu có thì đánh dấu có. Câu hỏi thứ ba, bạn có thường xuyên hoặc đôi khi lo lắng không? Lo lắng, bạn hồi hộp, bạn lo lắng về những gì sắp xảy ra và bạn đang thiếu cảm giác bình an thật sự. Nếu có, đánh dấu cái bên cạnh của nó là có. Câu thứ tư, có lẽ một số các bạn sẽ nói rằng bạn có thể bắt gặp chính mình là thiếu kiên nhẫn. Bạn luôn luôn vội vàng. Và mọi việc xung quanh đời sống thì thấy dường như nó chưa nhanh đủ. Bạn luôn than tôi có quá nhiều việc để phải làm. Và có người hiện tại đang nói khi nào thì sứ điệp này sẽ kết thúc. Ông sư ông đang nói và ông đang dẫn đi đâu đây? Cho tôi biết cái sứ điệp này lúc nào nó sẽ kết thúc. Nó không đủ nhanh cho tôi. Đó là dấu hiệu chúng ta thiếu kiên nhẫn.
Có thể một số bạn chiến đấu với sự thô lỗ, thô lỗ thiếu tế nhị với những người chung quanh. Bạn nói thẳng những gì bạn nghĩ, và nó cứ tự nhiên nó trào ra khỏi miệng của mình. Bạn có thể cọc lốc với những người thân yêu của mình, thiếu tế nhị, và lời nói của mình trở nên rất là khó nghe. Nếu đó là bạn, hãy nhìn nhận mình là người thiếu tế nhị. Có bao nhiêu người trong chúng ta nói rằng mình thường xuyên hoặc đôi khi phạm tội? Tội lỗi là chúng ta làm những điều mà chúng ta biết mình không nên làm. Chúng ta đang phạm và chống lại Đức Chúa Trời thánh khiết, và chống lại anh chị em của mình, dân sự của Chúa, hội thánh của Chúa. Nếu có đánh cái dấu kia bên cạnh. Một số các bạn thì nói rằng thường hoặc là đôi khi mình sống rất khắc nghiệt. Khắc nghiệt với những người chúng ta yêu thương. Bạn hãy nói bất cứ những điều gì bạn nghĩ, bạn có thể không tử tế với những người lân cận. Bạn không quan tâm đến những gì họ nghĩ, cảm xúc của họ. Miễn sao mình nói được cái điều mình muốn nói, ai chết ráng chịu. Bạn hãy chỉ trích và cẩu thả với lời nói của mình. Nói một cách vô trách nhiệm, nói một cách là không có căn cứ. Một số bạn khác có thể nói rằng đôi khi hoặc là thường xuyên tôi thiếu cái sự trung tín. Có thể bất trung với Chúa, bất trung với bạn bè. Chúng ta nói xấu, chúng ta nói nghịch cùng với những người bạn của mình. Có thể không trung thủy với vợ, với chồng của mình. Trong đời sống suy nghĩ, hoặc là trực quan, hoặc trong hành động hoặc việc làm của mình, bạn thiếu sự trung tín. Công việc được giao, mình làm được một ít, rồi mình quên luôn mình đã được giao công việc gì. Một số các bạn khác thì có thể nói rằng bạn có thể thường xuyên hoặc đôi khi thiếu tự chủ, sống một cách buông thả cho bản thân, thiếu tự chủ, nuông chiều và dễ để rơi vào trong tình trạng thiếu kỷ luật, lười biếng. Thí dụ như xem tivi với ý định là mình sẽ coi một chút thôi, rồi mình sẽ đọc kinh thánh, mình cầu nguyện. Nhưng rồi một chút nó kéo dài 3 tiếng đồng hồ, 4 tiếng đồng hồ, và cuối cùng thì không có giờ để đọc kinh thánh nữa. Hoặc là lướt Facebook quá nhiều đến độ không còn có thời giờ cho những điều thuộc linh, chứ tự chủ. Tôi xin hỏi ở đây có bao nhiêu người đánh tất cả 9 cái điều đó, là mình có hết, dính hết? Chắc chắn là không ai dám đưa tay, phải không? Có bao nhiêu người trong số chúng ta nói rằng có một số, nó là điều mà tôi đang kinh nghiệm trong cuộc sống của mình. Anh chị em yêu dấu, nếu chúng ta thành thật với chính mình, chúng ta sẽ thấy rằng từng hồi từng lúc tất cả chúng ta đều vấp chính điều này. Điều mà tôi mới vừa làm đó là để giúp cho chúng ta nhận biết được, vì các câu hỏi này và những điều tôi nêu ra đó là chính cái phẩm chất hoàn toàn trái ngược với điều mà sứ đồ Phaolô trong Kinh Thánh gọi là chính cái nét của trái Thánh Linh. Ở trong Galati chương 5 câu 22 đến 23, đây là điều mà sứ đồ Phaolô nói. Ông nói: nhưng trái của Thánh Linh là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các điều đó. Cho tôi xin hỏi quý vị và các bạn, đó là bạn có thiếu yêu thương không? Hồi nãy có người nói có đó. Nhưng mà trái của Thánh Linh đó là yêu thương. Tôi hỏi bạn, bạn có thường buồn phiền không? Trái của Thánh Linh đó là niềm vui. Tôi hỏi bạn, bạn có lo lắng không? Trái của Thánh Linh đó là sự bình an. Tôi hỏi bạn, chính cái phẩm chất khác nhau hoàn toàn trái ngược với những gì mà đáng lý chúng ta phải có khi chúng ta dính liền với Chúa và trái của Đức Thánh Linh thể hiện trong đời sống của chúng ta. Trong bài cuối này của loạt bài này, tôi xin mời anh chị em chúng ta nhận những thách thức từ lời của Chúa. Như tôi nói, đây là một cái chữ quan trọng nhất ở trong Kinh Thánh. Bởi vì khi chúng ta mất cái điều này đó, chúng ta mất tất cả. Không thể yêu thương được những người xung quanh, không có kiên nhẫn, không có kết quả, và đời sống chúng ta không có năng quyền gì của Chúa. Điều rất là quan trọng, chúng ta bình tĩnh, đừng học Kinh Thánh theo kiểu giật chỏ người kế bên cạnh mình là chồng, là vợ của mình. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta chỉ thẳng vào ngực của mình, đó là con, để chúng ta thay đổi.
Bằng không chúng ta sẽ ở trong cái tình trạng là chúng ta né cho cái lời này, chắc là cho cái người ngồi sau lưng tôi đó, cho cái anh đó, cho cái chị đó, hay là cho chồng tôi, cho vợ tôi. Nhưng mà anh chị em yêu dấu của chúng tôi, chúng ta nên chấm dứt học kinh thánh cho người khác, mà hãy học lời Chúa cho chính mình. Nhất là điều mà chúng ta nói đến ở trong ngày hôm nay. Tôi tin rằng khi chúng ta nghe sứ điệp này trong ngày hôm nay, Đức Thánh Linh Ngài sẽ phán với lòng của chúng ta. Ngài sẽ nói với chúng ta rằng: con ơi, đó là con đó. Đó là tình trạng hiện tại của đời sống của con. Để rồi chúng ta học cách để chúng ta ở lại trong Chúa mà không bao giờ muốn rời Ngài nữa. Một số các bạn ở đây thì đây là lần đầu tiên bạn sẽ có cơ hội để bước vào trong mối liên hệ với Đấng Christ. Và một khi bạn ở trong Ngài, tâm linh của bạn sẽ không bao giờ muốn trở lại với lối sống cũ. Bởi vì một sự tươi mới phước hạnh xảy ra khi chúng ta đến với Chúa. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm được tất cả những gì mà Chúa Ngài bày tỏ chính mình Ngài trong trái của Đức Thánh Linh được thể hiện ra trong chính nét đó. Nếu chúng ta đọc kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng đó chính là mô tả về thuộc tính của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ yêu thương. Đức Chúa Jesus Christ luôn luôn vui mừng. Ngài luôn ở trong bình an giữa trong lúc các môn đồ của Chúa là những tay ngư phủ chuyên nghiệp đang sợ chết chìm ở trong biển, thì Chúa có thể ở sau lái rửa gối mà ngủ bình an. Chúa là đấng có tất cả những gì mà chúng ta cần để đời sống của chúng ta có thể kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Chúng ta đang nói về việc ở lại trong Đấng Christ. Chúng ta sẽ xem Giăng chương 15 câu 4 và câu 5. Sứ đồ Giăng, đặc biệt là vì sứ đồ sử dụng từ này 43 lần ở trong sách Tin Lành Giăng của ông và ba thư tín kia. 43 lần. Vì ông khám phá ra cái chìa khóa để đời sống của chúng ta có thể bước đi trong năng quyền của Chúa, đời sống của chúng ta có thể yêu thương được những người lân cận, đời sống của chúng ta có thể kết quả như Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Cứ ở lại ở trong Đấng Christ. Giăng chương 15 câu 4 câu 5 chép: hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Cảm ơn Chúa. Tuần rồi chúng ta học ở trong ngày lễ phục sinh, đó là công quyền năng đã làm cho Đức Chúa Christ sống lại từ cõi chết đang ở trong chúng ta. Ngài sẽ khiến thân thể hay chết của chúng ta lại sống. Cảm ơn Chúa. Bây giờ Chúa Ngài chỉ cho chúng ta một cái chìa khóa khác để chúng ta có thể đảm bảo quyền năng đã làm cho Đức Chúa Christ sống lại từ cõi chết đó tự do hành động ở trong chúng ta. Chính quyền năng của Chúa và chính mình Ngài sẽ thể hiện với điều kiện: hãy cứ ở trong ta thì, đây là cái kết quả, nếu chúng ta cứ ở trong Chúa thì ta sẽ ở trong các con. Cảm ơn Chúa. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Chúa Giêsu nói như điều này, tôi tin rằng rất là nghiêm túc khi Ngài nói với các môn đệ của Chúa: hãy ở lại trong ta. Hãy ở lại trong ta, hãy cứ ở trong ta thì chuyện gì xảy ra anh chị em? Mọi người xin hãy nói: thì ta sẽ ở trong các con. Ngài nói không có cành nào tự nó sinh ra trái được. Nếu không dính liền với cây nho thì không có một nhành nào nó có thể sinh ra trái được. Một cái nhành nho mà cái cánh nhánh nho mà nó bị, vì một cái lý do nào đó nó tách ra khỏi cái gốc của nó, hay là bị cắt ra khỏi gốc của nó rớt xuống đất thì chuyện gì xảy ra cho nó? Nó có kết quả được không chị em? Làm sao có thể kết quả được khi nó không còn dính liền để nhận sự sống từ nơi cây nho nuôi nó và khiến cho nó có thể kết quả được? Thì cũng vậy, trong đời sống đi theo Chúa của chúng ta, tội lỗi làm ngăn cách chúng ta với Chúa. Và Chúa Giêsu Ngài đã đến thế gian để trả một cái giá rất đắt để giải quyết vấn đề tội lỗi, để Ngài có thể đem chúng ta trở lại trong mối liên hệ với Đức Chúa Trời và chúng ta được liên lạc với Ngài. Bởi vì Ngài biết một điều là chúng ta ngăn cách Chúa, chúng ta ở ngoài sự hiện diện của Chúa và chúng ta không dính liền với Chúa, cuộc đời của chúng ta chết. Và những gì Đức Chúa Giêsu Ngài đã làm để nhằm mục đích để chúng ta được giảng hòa với Đức Chúa Trời, chúng ta được làm hòa với Chúa, chúng ta lại được tháp vào ở trong gia đình của Chúa và thân thể của Chúa, chúng ta được dính liền lại với Đức Chúa Trời của chúng ta, là nguồn sống của chúng ta. Chúa Giêsu nhấn mạnh cành phải làm gì anh chị em? Cành nho phải làm gì? Cứ ở lại trong Chúa.
con người chúng ta rất là dễ để chúng ta bỏ ra. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng ta là trở lại, ở lại, ở lại và cứ ở lại trong ta thì các con mới hạnh phúc. Các con mới có kết quả, đời sống các con mới đầy nhựa sống của ta. Chỉ có cành nho nào ở lại dính liền với cây nho thì nó mới có kết quả. Và trái của nho ở tại đây như chúng ta đã thấy, trái là gì? Trái mà Kinh Thánh nói đến, trái của Thánh Linh đó, đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, khiêm nhu và tiết độ. Nếu là sống của chúng ta không có khiêm nhu, nói ra là chúng ta tự tôn mình, thì chúng ta biết rằng mình không có dính liền với gốc rồi đó. Đời sống của chúng ta không có tiết độ, chúng ta biết rằng không dính liền với gốc rồi đó. Cái gì cũng có thể ghiền được, cái gì cũng có thể đam mê đến độ không còn biết cái gì khác. Chúng ta không thể đâm qua cái trái trừ khi chúng ta làm gì Chúa Giêsu nói. Cứ ở trong Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu Ngài lấy cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy rằng không thể nào có thể sống một đời sống cơ đốc, một tín nhân, một môn đồ của Chúa mà chúng ta mất liên lạc với Ngài. Không kết quả, không có sự sống. Mà khi một cái cành, một cái nhánh mà bị cắt ra khỏi gốc của nó rớt xuống đất rồi, nó sẽ khô, nó sẽ chết. Thì công việc đó là người ta sẽ ném vào trong lửa và người ta đốt đi. Nhưng nếu một người cứ ở trong Chúa và Ngài ở trong người đó, thì người đó sẽ sanh ra kết quả rất nhiều. Rồi cái tin xấu mà chúng ta được Chúa Ngài cũng báo cho chúng ta biết tại đây đó là nếu chúng ta ở ngoài Ngài, chúng ta không làm được gì hết. Hãy tưởng tượng nếu chúng ta một cái cành cây bây giờ đã lìa ra khỏi cây, thì chúng ta có ráng có kết quả thì chúng ta cũng không bao giờ có kết quả được. Phải dính liền, phải dính liền với gốc, dính liền với nguồn của mình, chúng ta mới có thể có kết quả được trong ơn của Chúa. Với chữ cứ ở trong trong nguyên tác Hy Lạp đó là chữ meni, có nghĩa là ở lại, cứ ở trong, ở cùng với và luôn luôn ở lại. Giăng sử dụng từ này như tôi nói 43 lần là chìa khóa cho mọi sự của chúng ta ở trong Đấng Christ. Lời hứa dành cho chúng ta là những người ở lại trong Đức Chúa Jesus Christ thì rất là tuyệt vời. Nếu chúng ta cứ ở trong Đấng Christ, chúng ta sẽ sanh ra bông trái thuộc linh. Đó là điều thứ nhất mà tôi khuyến khích anh chị em chúng ta để ý. Đời sống của chúng ta hoàn toàn không có kết quả, không có trái nếu chúng ta tách rời Chúa. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong ta và ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài ta các con không làm gì được. Khi mới tin Chúa và đọc câu Kinh Thánh này, trong cái tinh thần được dạy dỗ, được khích lệ là mình phải tự lực cánh sinh, thì tôi nói Chúa ơi, sao Chúa nói cái này dường như quá đáng đó, phải làm được chút gì chứ. Nhưng mà càng bước đi với Chúa, càng kinh nghiệm sống với Chúa, chừng nào tôi càng được thuyết phục một cách rất là rõ ràng, ngoài Chúa chúng ta không làm được bất cứ một điều gì. Nếu có, đó là việc của xác thịt. Và cái kết quả nó thì nó là giống như là trái bằng plastic, trái giả đó, ăn được. Cho tôi đặt vấn đề vào trong cái chỗ này để anh chị em thấy gần gũi cuộc sống của mình. Nếu bạn muốn có một hôn nhân tốt đẹp, bạn cần phải làm gì? Bạn cần có tình yêu phải không? Bạn cần làm gì để có được một hôn nhân tốt đẹp? Câu trả lời từ nơi Đức Giêsu đó là bạn cần liên lạc với cây nho. Chứ đừng nói là tại vì khắc khẩu vợ chồng nói chuyện với nhau bây giờ không có được nữa. Ông nói chó, bà hiểu nghe mèo. Tại hồi đó mình vội vàng quá cho nên mình không có đi coi tuổi, cho nên vợ chồng nó kỵ tuổi, cho nên nó như vậy. Anh chị em không, tại vì chúng ta không dính liền với gốc. Hôn nhân của chúng ta trước đây là yêu nhau không thể thiếu nhau, mà bây giờ không thể sống nổi với nhau là bởi vì chúng ta một trong hai đứa đã lìa khỏi gốc của mình. Đừng đổ thừa những chuyện khác. Anh chị em nếu cái chuyện đi coi tuổi mà tốt đó, chắc là nước Việt Nam của chúng ta hôn nhân nào cũng tốt đó, bởi vì rất là nhiều người đi coi tuổi. Rồi có ngày nữa, ngày hôm nay là ngày mà rất tốt để cưới gả, có đủ hết.
chỉ có dính liền với gốc. Mỗi một chúng ta dù chưa biết Chúa, nếu chúng ta trở lại với nguồn mà chúng ta được sản sinh ra, tức là Đức Chúa Trời đó, thì đời sống của chúng ta mới có thể phước hạnh được. Quan sát những cuộc đời chưa tin Chúa nhưng mà đời sống hôn nhân của họ hạnh phúc, tôi khuyến khích anh chị em làm công việc là đến tìm hiểu, thì họ sẽ cho chúng ta biết rằng họ sợ Trời. Cho nên ông chồng bà vợ đó không có dám đi ra ngoài, ông ăn chả ba anh em, vì sợ có một cặp mắt của ông Trời nhìn thấy. Chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta biết chắc một điều là Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy tất cả mọi sự. Dù mình có tắt đèn, mình có đi đến thành phố khác, có mướn khách sạn ở cái chỗ nào không ai biết đó, thì có một Đức Chúa Trời ngài biết tất cả mọi sự. Thì không có dám nhúc nhích. Nhưng mà một lòng kính sợ, dính liền với gốc, hôn nhân của chúng ta sẽ tốt đẹp. Nên các anh chị em yêu dấu của tôi, nếu hôn nhân của các bạn hiện tại đang ở trong tình trạng chúng ta nhìn không ra nó nữa, thì điều mà tôi khuyến khích anh chị em ngay trong thời giờ này, trở lại, tìm tất cả những cách mà mình có thể làm được, trở lại và dính liền với Đức Chúa Giêsu trở lại. Nếu bạn muốn trở thành một bậc cha mẹ tốt hơn, bạn sẽ làm gì? Bạn cần liên lạc với cây nho. Tại sao mỗi thứ chuyện làm cha mẹ có cái gì? Chúng ta không dính liền với Chúa thì chúng ta sẽ không có trái yêu thương, chúng ta cũng không có trái của sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, khiêm tốn, tiết độ. Thì chúng ta không thể nào dạy con được, nhất là dạy con bằng gương của mình. Tôi sẽ nói với anh chị em, khi chúng ta nuôi con á, thì tùy theo lứa tuổi, khi con mới sinh ra, bé sơ sinh nó cần chất dinh dưỡng và nó cần được bảo vệ. Chúng ta không thể nuôi bé mới sinh ra, trẻ sơ sinh, chúng ta cho nó mấy bình sữa rồi cứ để nó. Ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ có thể dọi vô, đứa nhỏ nó chết. Và nhiệt độ tăng lên trong cơ thể nó chưa có cái khả năng để có thể điều hòa không khí được. Bỏ nó một cái chỗ mà không có sự bảo vệ của người lớn, kiến cắn nó cũng chết. Trẻ sơ sinh cần được chất dinh dưỡng và cần được sự bảo vệ của cha mẹ. Qua cái lứa tuổi kế tiếp của tiểu ý thiếu nhi, các em vẫn còn được cung cấp chất dinh dưỡng cho nó ăn. Nhưng mà bây giờ thì nó cần được dạy dỗ lời ăn tiếng nói của nó. Nó đến cái tuổi học ăn, học nói, học làm. Nhưng mà khi cái đứa trẻ nó lớn lên một cái tuổi gọi là tuổi thiếu niên đó, nó lúc này thì cần chất dinh dưỡng nhiều hơn hết. Cái tuổi mà nó tuổi nó ăn đó. Ăn có thể là sạch tủ lạnh của chúng ta. Mình đi chợ mới về đó là ngày hôm sau là tủ lạnh không còn gì, bởi vì nó ăn nhiều nó như vậy nên cho mau lớn. Nhưng mà lúc này là lúc mà rất là nhiều cha mẹ thất bại, Hội Thánh của Chúa cũng thất bại. Đó là các em không còn học theo như lời cha mẹ nói nữa, mà các em học theo như gương mà các em thấy những người lớn làm. Cho nhiều đứa trẻ nó nổi loạn vì cha mẹ của nó bảo nó rằng con phải đọc lời của Chúa, trong khi nó quan sát thấy cha mẹ của nó không bao giờ đụng đến Kinh Thánh. Con phải cầu nguyện, con phải yêu mến Chúa, nhưng mà nó quan sát nó thấy cha mẹ của nó yêu cái gì đó hơn là yêu Chúa, hơn là yêu lời của Ngài. Thì chúng ta biết chắc một điều, đó là lẽ thật mà không có thực hành nó sẽ tạo nên sự nổi loạn. Hãy những người làm cha mẹ muốn trở nên cha mẹ tốt hơn, hãy trở lại liên lạc với cây nho của mình, liên lạc với Chúa. Nếu bạn muốn trở thành một nhân viên tốt hơn, một nhà lãnh đạo tốt hơn, hay là một học sinh giỏi, hoặc nếu bạn muốn tốt hơn về mặt thuộc linh, điều quan trọng nhất bạn phải làm là gì? Dính liền với gốc. Trở lại với gốc nho của mình. Bạn cần liên lạc với nguồn của mình. Trở lại trong môi trường sống của mình. Tôi đã chia sẻ với anh chị em điều này trong Sáng Thế Ký chương 1. Rất là quan trọng. Khi Đức Chúa Trời ngài muốn dựng nên những loài thú ở trong, những loài bơi lội trong nước, thì Đức Chúa Trời ngài phán với nước. Vì nước là môi trường sống của nó. Chúng ta bắt con cá, chúng ta bắt một con gì đó sống ở trong nước, ra khỏi môi trường nó chết. Khi Đức Chúa Trời muốn dựng nên cây cỏ, ngài phán với đất, bởi vì chúng ta nhổ cây ra khỏi đất nó chết. Khi Đức Chúa Trời muốn dựng nên các loài thú ở trên đất, thì ngài nói với mặt đất phải sinh ra các loài thú đó. Điều tuyệt vời mà Chúa ngài nói đến, khi ngài muốn dựng nên con người của chúng ta, thì ba ngôi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau. Chúng ta, ngài không nói với nước, ngài không nói với đất, ngài không nói với mặt đất, mà ngài nói với chính mình ngài. Chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta, tại vì Chúa là nguồn sống của chúng ta, ngài là môi trường sống của chúng ta. Rút chúng ta ra khỏi Chúa, chúng ta chết. Chúng ta phải trở lại và dính liền với nguồn của mình.
Cái danh từ này anh chị em ở tại Việt Nam họ sử dụng nhiều hơn. Mình bị tắt nguồn. Điện thoại của mình tự nhiên nó không còn tín hiệu, nó bị tắt nguồn. Như tuần rồi tôi chia sẻ với anh chị em, khi chúng ta đang hút bụi, cái máy hút bụi chúng ta nó hoạt động rất là tốt. Nhưng mà chúng ta đi xa quá, cái sợi dây điện của cái máy hút bụi của chúng ta nó xuất ra khỏi ổ cắm điện, máy tắt ngay tức khắc. Chúng ta cần liên lạc với nguồn của mình, chúng ta cần liên lạc với cây nho của mình là Đức Chúa Giêsu. Đây là một điều thú vị khác mà chúng ta để ý quan sát ở trong hai câu kinh thánh này. Đó là thậm chí chúng ta cũng không cần phải cầu nguyện nhiều nữa. Vì tất cả những gì chúng ta cầu nguyện và cần thì chúng ta đã có khi chúng ta kết nối với cây. Khi cành nho dính liền với cây nho thì nó sẽ sanh ra lấm trái. Cho nên chị em hãy nhớ điều này. Chúng ta cần phải liên lạc với Chúa. Khi cầu nguyện cho những nhu cầu của con cái Chúa tại Hội Thánh ở đây cũng như con cái Chúa khắp mọi nơi, thì một trong những cái điều người ta cần tôi giúp để cầu nguyện cho là một sự cầu nguyện cho tôi có được sự bình an. Xin một sự cầu nguyện cho tôi để tôi có được niềm vui. Tôi chỉ cần niềm vui thôi, một sự là đủ rồi. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn được vui. Tôi sẽ cầu nguyện cho bạn được bình an. Nhưng mà đây là vấn đề. Sau khi tôi cầu nguyện rồi, bạn về, bạn có kinh nghiệm được sự bình an và vui mừng ở tại nhà hay không đó, nó tùy thuộc vào bạn có dính liền với Chúa hay không. Nó là một cái kết quả siêu nhiên của công việc được kết nối với cây nho. Chúng ta không cần phải cố gắng. Trái Thánh Linh sẽ thể hiện ra khi chúng ta dính liền với Đấng Christ. Ngài chính là tình yêu thương, cho nên Ngài ở trong chúng ta thì tình yêu thương của Ngài sẽ thể hiện ra chúng ta. Ngài là niềm vui. Khi chúng ta, các con cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con đó, thì niềm vui mà ở trong chúng ta thì chúng ta sẽ vui. Ngoại cảnh nó có làm cái gì đi nữa, chúng ta vẫn vui. Vì cái niềm vui vượt quá cái sự hiểu biết của con người của chúng ta đó. Chính Chúa mang đến cho chúng ta như là nhựa sống và tất cả những gì cần thiết để cái nhánh nho nó có thể nó ra bông rồi nó đậu lại, nó thành ra trái đó. Tất cả cái phẩm chất của sự sống của cây nho tràn vào ở trong nhánh nho. Tất cả những gì chúng ta cần để đời sống của chúng ta kinh nghiệm phước hạnh, bình an, quyền năng và kết quả cho Chúa đó, nó đến từ Đức Chúa Giêsu. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Không cần phải cố gắng, tự nhiên sẽ có kết quả. Điều mà chúng ta cần phải cố gắng đó là rào đời sống của chúng ta để nó đừng bị mất gốc, đừng bị lìa với gốc. Có một chị em đời sống thuộc linh và gia đình rất tốt, yêu mến Chúa, có một hôn nhân hạnh phúc, là người tư vấn cho nhiều người và giúp đỡ cho họ cũng đời sống thuộc linh mạnh mẽ. Khi được phỏng vấn làm thế nào để cô có một đời sống mạnh mẽ ở trong Chúa, cô rằng có hai điều: tôi dâng cho Chúa giờ đầu tiên ở trong ngày, và điều thứ hai là tôi dâng cho Chúa ngày đầu tiên ở trong tuần. Ý của cô muốn nói là mỗi buổi sáng khi thức dậy, cô dành giờ đầu tiên để học lời của Chúa và cầu nguyện. Và luôn luôn ngày đầu tiên ở trong tuần, tức là ngày Chủ nhật, cô dâng cho Chúa và cô kháng khích thường xuyên nhóm lại phục vụ với hội thánh của Chúa. Và đó là lý do khiến cho đời sống của cô vững như đá. Đời sống tâm linh của cô mạnh mẽ và cô có thể làm nguồn phước cho nhiều người. Nhưng rồi điều đáng tiếc đã xảy ra. Chồng của cô được thăng chức và được tăng lương rất cao. Bây giờ họ có và bắt đầu có điều kiện để mua sắm thực hiện những thứ mình từng mơ ước. Anh chị em có thể nói, ủa, sao chồng được tăng lương và được thăng cấp lại là điều đáng tiếc một sư? Tất cả nó sẽ là phước hạnh nếu không có sự xáo trộn. Nhưng mà điều nó đã xảy ra như thế này. Vì thế tài chính của mình bây giờ có điều kiện, cô quyết định là sẽ sửa sang nhà của mình. Một buổi sáng thay vì thức dậy thì dâng cho Chúa cái ngày đầu tiên, thì cô bây giờ bận rộn. Thức dậy là bận rộn nghiên cứu, tìm kiếm cái bộ salon nào cho nó thích hợp với cái nhà mà mình sơn phết mới.
màn cửa cái màu nào cho nó tiệp với lại cái giấy dán tường ở phòng vệ sinh của mình. Rồi cô tìm kiếm đá để lót bàn rửa chén, gạch để lót nhà bếp, để sử dụng hết cái thì giờ mà trước đây đã dành để tương giao với Chúa, vì cô dâng cho Chúa thì giờ đầu tiên của Ngài. Bây giờ thì giờ đầu tiên và những giờ còn lại trong Ngài nó bận rộn cho cái công việc sửa chữa nhà cửa. Rồi khi việc bắt đầu, công ty sửa chữa xây cất đến, thì việc nó xáo trộn thời quá biểu của cô, đến độ chồng và cô không còn có thời giờ để đi nhà thờ nữa. 5 năm sau, hôn nhân của cô bây giờ nó như là chỉ mành treo chuông, không còn có thời giờ với Chúa, không còn có sinh hoạt mật thiết sống động với hội thánh của Chúa, rồi cũng không còn biết chắc chắn rằng mình có thật sự được cứu hay chưa. Làm sao để một người mạnh mẽ là một cái nền đá vững chắc để đem lại sự khích lệ, động viên tinh thần của các chị em khác ở trong hội thánh, bây giờ nó tuột xuống đến một cái chỗ là mình không còn biết mình là ai và cũng không biết chắc là mình có tin Chúa hay không. Câu trả lời là bởi vì chúng ta để cho những thứ ở trong cuộc đời nó kéo chúng ta, nó rút chúng ta ra khỏi cái việc chúng ta cứ ở lại trong Đấng Christ. Những điều đó nó không sai, nó là phước hạnh nếu chúng ta có sự quân bình. Nhưng mà điều mà tôi khám phá chính mình và luôn luôn đề cao cảnh giác, đặt những hệ thống báo động, và tôi cũng khuyến khích anh chị em là chúng ta phải đề cao cảnh giác với những thứ mà nó làm cho chúng ta mất cái thời giờ phước hạnh của chúng ta với Chúa. Nhiều khi một chiếc xe mới nó cũng có thể làm việc đó cho chúng ta đó anh chị em. Một cái máy vi tính mới, tôi nhớ những ngày mà mình phải đánh bằng máy, đánh máy lóc cốc. Đến khi mà để dành tiền và vét hết với một em thanh niên trong hội thánh, chạy vào trong xem lúc bây giờ mua được cái máy vi tính. Mình gọi là thức ngày thức đêm, bởi vì sướng quá. Mình đánh lỡ cái gì sai cái mình gõ gõ mấy cái phím cái nó lùi lại, nó bôi hết cho mình đánh mới lại. Còn trước kia nó đánh cốc, lỡ nó sai một cái là phải lấy cái correction liquid để mà bôi nó rồi đánh chồng lên, hoặc là có một cái thép để dán lên. Nói cái chuyện đó có nhiều người trẻ ngày hôm nay nói, ông sư đang nói chuyện gì? Nhưng mà những người lớn tuổi một chút, 50 tuổi trở lên, đó là biết cái thời mà chúng ta đánh cái bàn đánh máy, đánh cốc xong rồi cái cầm cái cần nó kéo cái rẹt qua cái mình xuống dòng mình đánh cái tiếp đó, lỡ mình đánh sai một chữ thôi mà nguyên cái trang đó mình đã đánh cho đến giờ phút đó mà nó sai đó, thì trước đó khi cái người chị em mà đang ngồi làm việc ở trong văn phòng của mình, cô thư ký, rồi ngồi sơn móng tay, lỡ một giọt của nước sơn móng tay nó nhiễu lên trên cái trang giấy mà mình đang đánh trên bàn đánh máy của mình, cái thấy nó che lại cái chữ đó, cô mới nghĩ ra bây giờ mình sẽ phát minh ra một cái loại nước thay vì sơn móng tay mà sơn để bôi đi cái chữ sai của mình. Cô đã nên triệu phú, người đã khám phá ra bởi gọi là cái tình cờ ngồi làm việc mà chém giờ của chủ đó, ngồi sơn móng tay mà nó rớt lên trên cái trang giấy đó. Chuyện đó có lúc khác chúng ta sẽ nói. Nhưng mà trở lại vấn đề, anh chị em, rất là dễ để khi chúng ta có cái gì mới nó chiếm mất thời giờ của chúng ta. Tôi nhớ dành dụm được tiền bạc để mua được cái cây đàn keyboard lúc bây giờ để đánh cho hội thánh hát. Cái hiệu Casino, tôi nhớ ngày xưa trước khi bây giờ nó là những cái công ty mới sau này, thì nó là hãng Wilson. Tôi nhớ hốt hết tiền dành dụm hết được, chạy đi vô coi và trả đúng cái đàn về, và muốn để nhanh chóng có thể đánh cho hội thánh hát. Tôi nhớ tôi thức luôn 2 ngày không ngủ. Rất là dễ để những cái thứ mới đó nó đem đến cái sự đam mê trong đời sống của chúng ta. Mà 2 ngày mà ôm cái đàn đó thì còn giờ đâu mà cầu nguyện với tương giao với Chúa nữa. Là chiếc xe mới. Mình thiếu điều muốn chui vô nó ngủ luôn mà. Sợ mình đóng cửa nhà, mình đóng cửa garage, mình để ở trong đó. Ăn trộm nó vô nó lấy xe của mình, cho nên muốn ngủ trong đó luôn để giữ xe mà. Rồi tân tiêu chiều chuộng nó. Khi bước ra khỏi xe, thấy cái dấu tay của mình đóng cái tay cầm cửa, thấy nó có dấu tay mình, còn lấy cùi chỏ mình chùi chùi nó trước khi đi chỗ khác. Nó trở nên hiện tượng ở trong đời sống của mình. Rất là dễ để những thứ đó nó có thể chiếm lấy tâm trí của chúng ta. Cái người chị em mà chia sẻ với chúng ta tới đây rằng cô dâng cho Chúa cái thời giờ đầu tiên trong ngày của mình. Bây giờ thì cô mở mắt ra thì cô thấy Facebook, thấy Amazon, thấy cái gì đó là những thứ mà cô đã tìm hiểu và đã nghiên cứu để mình có thể chuẩn bị cho cái nhà mà mình đang sửa nó mới mà.
buông tay Chúa khỏi thì giờ cầu nguyện, buông tay Chúa khỏi cái thì giờ học lời của Chúa. Bây giờ tất cả những gì còn lại là những thứ thuộc về trần gian này, là những thứ sẽ qua đi. Mà cái kết quả, cái hậu quả mà mình phải trả nó quá lớn khi mình cúp nguồn vô dụng, không có kết quả, không làm gì được. Một người khác, ông đời sống rất là mạnh mẽ trong Chúa, kinh nghiệm sự biến đổi của Chúa một cách rất là lạ lùng. Rồi một ngày kia, thế trong số các chị em ở trong hội thánh có một người mà khi mình đến gần cảm thấy trẻ trung hơn. Đến gần những người khác thì không sao, nhưng mà đến gần cái người này nó thấy là tim của mình nó nhảy lộn xộn. Và cuối cùng đã phạm tội ngoại tình. Kết quả là phải bước xuống khỏi một cái chức vụ đang hướng dẫn hội thánh trên 30.000 người. Cũng đưa lên rất là nhiều cái lý do để bào chữa cái hành động của mình. Tại ở nhà tôi không có hạnh phúc, ở nhà vợ của tôi mà không đáp ứng nhu cầu của tôi, vân 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 vân. Chắc có anh em nào đang ngồi tại đây và nói chuyện nó không bao giờ xảy ra cho tôi, làm sao tôi có thể ngoại tình được. Bạn thân mến, nếu bạn không kết nối với Chúa thì chuyện gì bạn cũng có thể làm được. Nếu vị mục sư đang hướng dẫn nguồn thánh trên 30.000 tín đồ có thể ngã như vậy đó thì bạn là ai? Nếu vua David có thể ngã như vậy đó thì bạn là ai? Cho nên đừng tự phụ. Hãy biết một điều là chúng ta cần liên lạc với Chúa luôn luôn. Để trái của sự tiết độ có thể giúp đỡ cho chúng ta, vì chúng ta khám phá, ôi sao mình đứng gần cái người này thấy tim của mình nó lạ lạ. Và trước khi mà mình biết là mình sẽ gặp cái người này đó, vô trong phòng vệ sinh lại trải tóc cho nó đàng hoàng. Đây là một trong những thế hệ thống báo động cho chúng ta. Khi chúng ta cảm thấy mình phải chỉnh lại, bị lại mái tóc của mình, sửa lại quần áo của mình cho nó thẳng thớm hơn trước một anh nào hay là một chị nào đó, là chúng ta biết rằng tình cảm nó đã xảy ra, chưa có bùng phát thôi, nhưng mà nó đã có mầm mống rồi. Ai trong chúng ta cũng có thể ngã, trừ trường hợp chúng ta bám sát Chúa, dính liền với Ngài, để sự sống của Chúa thể hiện ra và trái của Ngài được thể hiện trong cuộc đời của chúng ta. Ông David, ông đã từng ở trong cuộc sống mà ngợi khen thờ phượng Chúa luôn luôn. Ông khao khát Chúa như nay cái thèm khát dòng nước. Nhưng ngày kia thì trong lúc quân đội của mình đang ở ngoài chiến trận, ông ở nhà rồi nhàn hạ dạo chơi trên sân thượng của mình. Đi qua xứ thánh chúng ta sẽ thấy cái chỗ mà người ta ngày hôm nay đào sới, người ta tin rằng đó là cái chỗ của dinh của vua David ấy. Thì nhìn xuống ở dưới trũng ở dưới đó, từ trên cái vị trí cao này nhìn xuống thì mấy cái phòng tắm theo kiểu của ngày xưa đó chỉ có che bốn vách cho những người đứng nhìn ngang thì không thấy thôi, nhưng mà trên nhìn xuống là thấy hết. David hôm đó thấy nguyên con. Ông nói trong lòng của mình, cái người nữ đó là ai mà xinh đẹp như vậy. Sai người đi qua dắt nàng qua. Trong lúc nhàn hạ, trong lúc chúng ta mất cái sự tương giao với Chúa, Satan biết những giây phút đó là giây phút mà nó có thể thắng chúng ta. Cho nên đem cái mồi ngon nhất, cái mồi hấp dẫn nhất, thì không ai có thể đứng nổi. Luôn cả người sống vừa lòng Chúa là David cũng có thể ngã một cách tức tử như vậy. Trừ trường hợp chúng ta dính liền với Chúa, không ai trong chúng ta gọi là miễn trừ khỏi tội lỗi. Nhưng mà với sức của Chúa, với nguồn của sự sống của chúng ta, mà chúng ta liên lạc với Ngài đó, chúng ta có thể kinh nghiệm được một sự sống phước hạnh và kết quả trong ơn của Chúa. Điều thứ nhì, khi chúng ta dính liền với Chúa sẽ đem lại cho chúng ta sở hữu sức mạnh thuộc linh rất cao. Dân chương 15 câu số 7: nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Đời sống cầu nguyện linh nghiệm vô cùng, xin cái gì cũng được hết. Khi chúng ta cứ ở trong Ngài và lời của Ngài cứ ở trong chúng ta. Cho nên ma quỷ nó biết, nó muốn chúng ta nhịn đói, nó đưa những thứ khác đến ăn mà không no, để thay thế lời của Đức Chúa Trời.
Vì nếu chúng ta cứ ở trong Chúa, liên lạc với sức sống của Ngài rồi, lời của Ngài cứ ở trong chúng ta, tâm trí của chúng ta bây giờ đầy ý muốn của Đức Chúa Trời, thánh ý của Ngài, cho nên chúng ta sẽ cầu nguyện đúng theo ý của Chúa, và chúng ta cầu xin bất cứ điều gì, chúng ta cũng sẽ nhận được điều đó. Vì khi chúng ta cầu nguyện theo đúng theo ý của Chúa, thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban cho chúng ta. Mà chúng ta không biết lời của Chúa, thì chúng ta sẽ không biết để xin đúng theo ý của Chúa. Xin năm điều bảy chuyện xong rồi kết thúc bằng ý Chúa được nên. Chúa hỏi, ý của ta đã bày tỏ ra rồi, sao con không tìm biết ý của ta thì cầu xin đúng theo ý của ta? Nên chuyện ý của Chúa, chuyện để mục sư Khánh học, mấy mục sư khác học, còn tôi thì chỉ xin thôi. Đó lý do tại sao đời sống cầu nguyện của mình không có thí nghiệm. Chúng ta trở lại tiêu chuẩn của Chúa. Đừng quên anh chị em, nếu các con cứ ở trong ta và lời ta cứ ở trong các con, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Những lời rất là khẳng định với anh chị em. Chúa đây không có nói cái chuyện có thể. Rất là rõ ràng tại đây. Chỉ có một cái giả định ở tại đây, nhưng mà chữ này không có nghĩa là nếu hay là không. Nhưng mà chữ nếu tại đây nói đến cái sự xác nhận. Rằng thật sự các con cứ ở trong ta và lời ta ở trong các con, thì đây là điều nó phải xảy ra. Cho nên chữ nếu này nó ở trong cái hình ảnh đó. Thì hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các con sẽ nhận được điều đó. Cảm ơn Chúa. Và lúc bây giờ mong muốn của Ngài sẽ trở thành mong muốn của chúng ta. Ý của Ngài sẽ là ý mà chúng ta đeo đuổi. Cầu nguyện những gì Ngài muốn. Đức tin của chúng ta sẽ lớn lên và chúng ta sẽ thấy kết quả của lời mình cầu xin. Cảm ơn Chúa. Anh chị em ơi, thôi đủ rồi mục sư, nghe biết rồi. Bây giờ làm sao? Cách nào để có thể ở lại trong đấng Christ? Cho tôi chia sẻ với em theo kinh nghiệm cá nhân và lời của Chúa. Ở lại trong lời của Đức Chúa Trời. Nếu trong những ngày qua chúng ta bắt đầu mất khẩu vị đối với lời của Đức Chúa Trời, là nó có bệnh rồi đó. Khi cái miệng chúng ta đắng mà chúng ta cảm thấy không muốn ăn, thì chúng ta biết rằng cơ thể trong nó đã bị bệnh hoạn rồi. Khi lời của Đức Chúa Trời không còn là điều mà chúng ta không thể thiếu. Đọc lời Đức Chúa Trời chúng ta không thể nói như David rằng lời của Chúa ngọt hơn mật của đàn ông. Làm sao được khi bây giờ tôi đọc tôi thấy nó như là những tờ giấy nhật trình vậy đó. Không có mùi vị gì nữa. Tại vì chúng ta cần ăn xí mùi. Những người mà bị bệnh cái miệng nó đắng đó, thì người ta cho ăn xí mùi, chút muối vô trong đó để đánh thức khẩu vị. Chúa muốn chúng ta giải quyết những cái tội lỗi trong đời sống của mình, những cái không vâng lời của chúng ta ở trong Chúa, để lời của Chúa lại trở lại ngọt ngào cho chúng ta trở lại. Khi chúng ta thấy mình mê Facebook hơn là mê lời của Đức Chúa Trời. Khi mình vội vàng thức dậy, cái điều đầu tiên của mình là chụp cái điện thoại lên để kiếm Facebook. Tại trong đó nó có nhiều điều hấp dẫn phải không chị em? Hấp dẫn nhất là nó vuốt, nó tân tiêu cái tôi của mình. Mình trong cuộc sống hàng ngày mình nói thì chưa ai nghe cái gì đó. Nhưng mà mình mới để lên Facebook một cái là bao nhiêu lời. Ô, tuyệt vời. Hơn cả tuyệt vời. Ô, thấy sung sướng lắm. Mà anh chị em, đó chỉ là những cái lời của con người. Họ khen mình hôm nay đó, nhưng mà chỉ cần một cái status mới chúng ta lên mà họ không vừa ý, nó đạp mình xuống liền. Hiện tại đó là cái mặt cười hả? Happy face. Không có để cái sad face lên liền đó. Cái mặt buồn lên liền đó. Nhưng mà lời của Đức Chúa Trời sẽ đem lại cho chúng ta những lợi ích vô cùng. Cho nên hãy là những người ở lại trong lời của Đức Chúa Trời. Ở lại trong lời của Chúa là sao? Đọc lẹ lẹ cho xong bổn phận. Nhưng mà nán lại suy gẫm lời của Chúa. Thứ hai, tiếp tục ở trong sự thông công với các cơ đốc nhân. Chúa dựng nên chúng ta có một cái nhu cầu, chúng ta cần sống trong cộng đồng niềm tin. Chúng ta cần các anh chị em khác ở trong hội thánh. Ngày nào chúng ta nghe theo lời của Satan, chúng ta cô lập với mình là chúng ta trở nên mùi ngon của nó. Thì không còn ai có thể nhắc nhở, không còn ai có thể giúp đỡ cho chúng ta được nữa. Không có cơ đốc nhân gọi là cơ đốc nhân sống trên ốc đảo, mà cơ đốc nhân phải sống trong hội của các thánh đồ. Chúng ta cần các anh em của mình. Phía trước nhà thờ có một cái bảng để là đời sống có nhiều thách thức, khó khăn. Hãy đồng bước đi với hội thánh đơn giản. Đây là
đường lối của Đức Chúa Trời để giúp cho chúng ta có chỗ để chúng ta khi vắng mặt anh em trong nhóm biết, khi chúng ta có nhu cầu anh em cầu nguyện cho chúng ta, khi chúng ta họp nhau lại chúng ta nghe các thánh đồ lấy những ca vịnh thơ thánh bài hát thiêng liêng mà đối đáp với nhau, làm cho tâm linh của chúng ta nó phấn chấn, nó phước hạnh, nó ấm cúng. Còn chúng ta lăn lộn ngoài đời, nó chà, nó đạp mình bèo gèo hết. Đến với anh em của mình thì chúng ta được nâng đỡ, được kích lệ, được động viên. Hãy tiếp tục giữ mình trong sự thông công với anh em của mình. Và lời của Chúa nhắc chúng ta chớ bỏ sự nhóm lại như những kẻ quen làm. Nhưng mà khi chúng ta biết ngày của Chúa trở lại đã gần thì chúng ta lại phải xích gần với anh em chúng ta càng hơn. Để thú thật chúng ta ngày hôm nay chúng ta có tin tức, còn chúng mình phát tức thôi anh em. Những chuyện mình thấy một bên thì làm gì cũng được, một bên thì không làm nó cũng nói mình làm. Những chuyện không nó nói thành có, những chuyện có nó nói thành không. Cái thành phố nát như tương, người ta phải sống ở trong lều ống chích, phân người rác rớm đầy hết, nhưng mà bà thị trưởng vẫn đứng và nói rằng it's everything good, mọi thứ đều tốt. Và khi chúng ta càng dành nhiều thời giờ cho những thứ trong đó thì chúng ta càng thấy tinh thần của chúng ta trở nên tiêu cực đi. Mình mất cái động lực để sống. Nhưng khi mình gặp anh em của mình được khích lệ, được nâng đỡ, nhất là chứng kiến những việc Chúa làm. Chỉ hôm qua trong cái bữa ăn của một số anh chị em ở trong hội thánh, gia đình của anh chị Marcus và Thiên Ân mời cái người láng giềng của mình, một cặp vợ chồng sống ngay trước cửa nhà của họ. Cả hai ông bà đều bị đau cột sống. Ông chồng đã đau cột sống 25 năm. Cảm ơn Chúa trong cái dịp ăn thông công đó, và người láng giềng của mình để chuẩn bị thứ sáu này, họ có lớp học kinh thánh ở tại nhà. Thì cô Thiên Ân đã giới thiệu một sư có ơn Chúa nghe ban cho trong việc giúp đỡ cho những người đau ốm để kinh nghiệm được sự chữa lành. Ai tại đây có nhu cầu đến một sư giúp. Cảm ơn Chúa, tôi cầu nguyện cho người vợ trước rồi người chồng sao, cả hai đều được Chúa nghe chữa lành tối hôm qua. Họ kinh nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Các anh chị em khác ở trong những ngày qua, có thể chúng ta thấy những hình ảnh khác làm cho chúng ta mất đi cái niềm vui khi chứng kiến phép lạ của Chúa làm ngay trước mắt mình. Nhất là người chồng nói rằng 25 năm rồi tôi không cúi xuống để tay của mình có thể đụng đến cái xương ống quyển của mình, đừng nói là chạm xuống đến ngón chân cái của mình. Nhưng mà sau khi được phục vụ, anh đã làm được. Trong sự thông công, trong cái việc chúng ta nhóm nhau lại, chúng ta học lời của Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta kích lệ lẫn nhau đó, rồi chúng ta lại cùng nhau trải nghiệm Chúa một cách tuyệt vời. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta cứ ở trong Chúa. Vì chúng ta đang ở giữa cái công việc Chúa ngài làm. Thứ ba, chúng ta hãy liên tục ở trong sự cầu nguyện. Không có gì gọi là cầu nguyện quá nhiều. Nhưng mà chúng ta luôn luôn đối diện vấn đề là chúng ta ít cầu nguyện. Cầu nguyện một cách liên tục ở trong Chúa là cầu nguyện trong Thánh Linh. Lúc nào hết lời để nói, bước vào cầu nguyện trong Linh. Tôi có thể cầu nguyện suốt ngày được bởi vì tôi không bao giờ bước ra khỏi giờ cầu nguyện. Có người gần đây hỏi, mỗi một ngày mỗi sẽ cầu nguyện bao nhiêu tiếng đồng hồ? Tôi nói rằng tôi đâu có giờ ngưng cầu nguyện đâu. Trước khi ngủ cũng thầm nguyện với Chúa là Chúa, con sắp sửa nằm xuống ngủ. Nhưng mà tâm linh con thức sừng tiếp tục phán dài và con được tương giao với Ngài. Vì tâm linh chúng ta nó không bao giờ ngủ. Cho nên chúng ta bây giờ có thể hiểu sứ đồ Phaolô nói rằng cầu nguyện không thôi. Nếu chúng ta cứ cầu nguyện trong tiếng mẹ đẻ thôi thì chúng ta sẽ không thể cầu nguyện không thôi được. Cầu nguyện trong Thánh Linh, liên tục ở trong sự cầu nguyện, tương giao với Chúa. Chuyện vui kể cho Chúa nghe, chuyện buồn dâng cho Chúa. Đứng trước một quyết định lại, Chúa, con phải quyết định như thế nào? Điều này ý nghĩa thật của nó ra sao? Bởi vì có những vấn đề chúng ta thấy nhưng mà chúng ta không thấy sự thật. Chỉ có Chúa là thần chân lý, Ngài mới có thể cho chúng ta biết điều đó thật hay giả. Nhất là ngày hôm nay anh chị em có những thứ chúng ta nhìn thấy nó rất là thật. Hôm rồi tôi coi một cái clip ở trên mạng. Bây giờ trứng mà nó còn làm trứng giả được. Trái cây mà nó cũng làm trái cây giả được. Thì còn gì nó không làm giả được anh chị?
có những thứ ở trong đời này. Nhất là cái nghệ thuật về vấn đề cắt xén hình ảnh, video clip. Nó có thể ráp nối đủ mọi thứ hết. Nhìn rất thật nhưng mà nó không phải là sự thật. Chúng ta hơn bao giờ hết cần liên lạc với Chúa trong để chúng ta có thể tiếp nhận sự hướng dẫn, dẫn dắt của Chúa trong cuộc đời của chúng ta. Điều thứ tư có thể lạ với một số anh chị em, nhưng mà như sáng hôm nay chúng ta đã đọc Thi Thiên 111. Chúng ta cần giữ mình ngạc nhiên một cách tươi mới với những sự sáng tạo của Đức Chúa Trời. Người Do Thái họ có một cái môn cầu nguyện rất là đặc biệt, là họ đi dạo nhìn cây cảnh mà họ ngợi khen Đức Chúa Trời. Cái quan trọng là tấm lòng của chúng ta luôn luôn kinh ngạc về việc của tay của Cha chúng ta làm. Nó sẽ giúp cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời của chúng ta là Đức Chúa Trời tuyệt vời. Ở trong phòng đọc sách của tôi có hai pho sách. Và khi tôi tiếp xúc với tài liệu này, nó giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Và mọi loài thú Đức Chúa Trời ngài dựng nên, nó có cái nét đặc biệt của nó, mà chỉ có đấng sáng tạo khôn ngoan mới có thể dựng nên nó như vậy. Không thể nào qua tiến hóa từ một đơn tế bào mà nó tiến hóa lên như vậy. Mỗi loài có một cái nét đặc biệt của nó. Một trong những cái phước hạnh của tôi ở trong những năm gần đây, ở sáng thức dậy nhìn ra cửa sổ thì Chúa cho ở phía sau nhà có nhiều loại chim. Mùa đông thì có vịt trời nó trốn lạnh ở miền Bắc, nó về đầy ở trên cái hồ đó. Rồi có những con chim mà tiếng Việt chúng ta gọi là chim sâu đó. Nhỏ xíu, lớn hơn ngón tay cái của tôi một chút xíu. Cánh của nó bay thật là nhanh. Mà nó bay đến cái mức độ chúng ta dường như không thể thấy cánh của nó nhịp nữa, vỗ cánh nữa. Mà nó giữ một cách rất là quân bình để rồi cuối cùng nó đưa cái mỏ của nó vào để thưởng thức cái chất ngọt của hoa như thế nào. Nhìn những cảnh vật, nhìn những cái loài hoa, lòng của tôi luôn luôn cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Tôi nhớ khi đi qua Hawaii thì anh chị Keith và Chen đã đưa chúng tôi đến Big Islands. Đã nói có một cái núi lửa vẫn còn hoạt động. Và đất của núi lửa nó lại có một cái điều rất đặc biệt là nó tạo ra những cái bông và những cây trái rất là lạ. Đi đến thấy một cây chuối mà nguyên cái hoài chuối, những cái trái chuối nó đỏ như là cái trái chuối, nhưng mà nó đỏ như là da của trái táo. Rồi có nhiều cái bông hoa nó rất là đẹp. Tôi chưa nhớ anh Khiết, anh nhìn tôi, anh nói thích lắm ha. Tôi nói thích. Anh nói cảm ơn Cha thiên thượng để ngài dựng nên cái điều đó cho chúng ta đó. Anh chính là người chia sẻ với tôi cái điều mà tôi tối đêm đó về là tôi check internet liền để coi nó có đúng là không. Là các loài đa số nó không có thấy đủ màu sắc như chúng ta. Chim, luôn cả con ong là cái loài mà nó thích hoa lắm phải không chứ? Nhưng mà mắt của con ong nó chỉ thấy màu nâu thôi. Chỉ có mắt con người của chúng ta mới có thể thấy đầy đủ màu sắc như vậy. Nhưng tất cả những cái bông hoa, cái màu sắc đẹp, những thứ mà tuyệt mỹ của Đức Chúa Trời đó, ngài dựng nên cho loài người chúng ta hưởng lên chứ. Cảm ơn Chúa. Và khi chúng ta biết ngạc nhiên, đi từ ngạc nhiên này sang ngạc nhiên khác vì tạo vật mà Chúa ngài đã dựng nên, nó sẽ giúp chúng ta liên lạc với Chúa. Bởi vì chúng ta biết ơn Chúa và chúng ta nhận biết được rằng đấng đã làm nên muôn loài vạn vật như vậy đó, ngài đang ở trong chúng ta. Mà muốn ngài cứ ở trong chúng ta cứ ở trong ngài. Hay một trong những điều sẽ làm cho tâm linh của chúng ta được sảng khoái, chúng ta thấy tươi mới là khi chúng ta đi ra sống ở ngoài thiên nhiên. Còn nó lẫn quẩn ở trong apartment, nhà cửa, khu xóm, toàn là công trình kiến trúc của con người đó, mình ở một lúc mình điên lên được. Thì con người nhiều lắm là chỉ có thể chế ra thứ này thứ kia trong cái giới hạn của nó. Còn chúng ta bước ra ngoài thiên nhiên, chúng ta nhìn thấy công việc của tay Chúa làm. Và Chúa đã định cho nó rằng loài này nó rao truyền sự vinh hiển của Chúa cho loài khác, ngày này rao truyền sự vinh hiển của Chúa cho ngày khác. Cảm ơn Chúa. Thưa quý anh chị em, ngắm trăng, ngắm sao, ngắm bình minh khi mặt trời vừa mới ló dạng, hay là chuẩn bị để lặng hoàng hôn, nó sẽ giúp cho lòng của anh chị em liên lạc với Chúa của mình nhiều hơn. Amen. Còn nhìn những thứ tác phẩm của con người đó, nhất là những tác phẩm nghèo, nghèo đến độ không còn một mảnh nào hết đó,
thì nó sẽ làm cho đời sống anh chị em đi đến chỗ chết thôi. Cảm ơn Chúa. Thứ năm, hãy trung tín phục vụ. Khi chúng ta trung tín phục vụ, chúng ta nhận biết được rằng mình cần Chúa hơn bao giờ hết. Cảm ơn Chúa. Mình sẽ thấy gần Chúa hơn. Mình sẽ thấy được những công việc mà đúng khả năng của tôi không có, nhưng mà bởi vì tôi dính liền với Chúa cho nên tôi làm được những điều này. Nó sẽ giúp cho chúng ta kinh nghiệm Chúa một cách phước hạnh càng hơn trong đời sống của chúng ta. Nó sẽ giúp cho chúng ta thấy một điều tuyệt vời khác nữa. Đó là Chúa đã có những việc lành mà Ngài sắm sẵn trước cho chúng ta để chúng ta thực hiện. Điều này cho chúng ta thấy cái chiều dài của tình yêu của Đức Chúa Trời. Trước khi cha mẹ chúng ta lấy nhau, trước buổi sáng thế, Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Rồi Ngài có chuẩn bị sẵn cho chúng ta một công việc. Và khi chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, công việc đó đáng lý ra là công việc mà Đức Chúa Trời đã cống hiến chúng ta cho nhân loại, cho gia đình nhân loại. Nhưng mà vì tội lỗi chúng ta bị tắt nguồn, chúng ta không thể hiện được cái mục đích mà Đức Chúa Trời Ngài đã định cho đời sống chúng ta từ trước muôn đời. Cho đến khi chúng ta trở lại nối liền với Chúa, thì Chúa Ngài làm cho tất cả nó sống động trở lại. Giống như Adam được dựng nên, nó chỉ là một cái cụm đất chưa có sự sống. Cho đến khi Chúa phú hơi thở vào, thì lúc bây giờ Adam mới trở nên sống động. Các bộ phận từ tim phổi của ông ở trong đó nó nằm yên một chỗ, cho đến khi Chúa Ngài thở hơi thở của Ngài vào, tim của ông mới động. Phổi của ông có thể lọc máu được, máu bắt đầu nó chạy trong cơ thể của ông. Tất cả nó sống động được nhờ hơi thở của Đức Chúa Trời. Nhưng khi Adam phạm tội, hơi thở của Đức Chúa Trời, tức là sự hiện diện của Thánh Linh của Chúa, Thần của Chúa không ở trong loài người nữa. Cho đến khi ở trong Đức Chúa Jesus Christ, tội lỗi của chúng ta được cất đi, Thánh Linh của Chúa liền ở trong chúng ta. Bây giờ chúng ta có thể có các con, cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Bây giờ Đức Chúa Trời có thể ở trong chúng ta, Thánh Linh của Chúa có thể ở trong chúng ta, Chúa Giêsu có thể ở trong chúng ta. Ai yêu mến Ngài thì Cha và Ngài cũng sẽ đến để giới thiệu cho chúng ta cũng như ở trong chúng ta. Cảm ơn Chúa. Các ân tứ được Thánh Linh Ngài làm cho sống động ở trong đời sống của chúng ta. Những khả năng mà nó có một số những trường hợp người ta kinh nghiệm được trong cuộc sống, nó lạ đến độ người ta nói rằng đó là khả năng thiên phú. Thế anh chị em, khi chúng ta tiếp nhận Chúa làm Chúa cho đời sống, cái khả năng thiên phú này trở nên khả năng thường xuyên xảy ra cho con cái của Chúa. Hãy đem tất cả những điều đó ra để chúng ta có thể phục vụ. Và một khi chúng ta có thể phục vụ anh chị em của mình, thấy được những công việc mà tự sức mình không thể làm được, bây giờ mình có thể làm được, làm cho chúng ta kinh nghiệm Chúa, muốn đẩy chúng ta đến cái chỗ là chúng ta lại muốn ở trong Chúa luôn luôn, bởi vì mình biết cúp điện mình không làm được những việc này nữa. Hơn 3 tuần lễ tôi không thấy việc người ta được chữa lành. Mà tối hôm qua thì vui lắm. Vì tại Việt Nam thì rất là nhiều người được chữa lành, nhưng mà về đây trong những cái bận rộn thì không có cơ hội để phục vụ các anh chị em của mình, cũng như không có những người cần được sự chữa lành, hay là không có người muốn được sự chữa lành. Và tối hôm qua thì hai vợ chồng này, nhất là anh chồng, lần đầu tiên sau 25 năm chị thì có một cái nụ cười rất đẹp. Khi tôi hỏi còn đau không, chị cười. Giảm được bao nhiêu phần trăm rồi? 70% rồi. Và khi công bố lần thứ ba hỏi ra sao rồi, chị cười thôi không nói được nữa. Trên đường về tối hôm qua, trong thời giờ cầu nguyện với Chúa, tâm linh tôi vui vô cùng, bởi vì việc Chúa làm mà mình có cơ hội để lấy ơn của Chúa để phục vụ, khiến cho tôi lại trong tâm linh của mình và trong tấm lòng của mình, Chúa ơi, con muốn ở trong Chúa luôn luôn, con muốn ở lại trong Ngài luôn luôn để nhận tất cả những ơn cần thiết của Chúa để được đưa vào sử dụng bất cứ lúc nào. Nếu mà bình thường mình đi ăn thông thông với anh em của mình mà nó không cần chuẩn bị gì, nhưng mà không, cảm ơn Chúa vì biết rằng cơ hội để phục vụ Chúa có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vợ của anh Marcus, Thiên Ân ngày qua còn giới thiệu, ông sư có ơn của Chúa. Ông đi Việt Nam đó thì hàng ngàn người họ bám theo để nhờ một sư phục vụ. Mình ở đây có một sư ở gần mình, cho nên
hãy bám theo mục sư. Để sự sức giàu mà Chúa cho trên đời sống ông có thể giúp đỡ cho chúng ta. Giới thiệu như vậy thì chắc là trong tương lai bận lắm. Nhưng mà không sao. Bởi vì cho đến chừng nào tôi dính liền với Chúa thì sự phục vụ nó sẽ là đầy phước hạnh nhẹ nhàng. Tại vì tôi không ráng cố gắng để sanh ra bông trái, nhưng mà sự sống của Chúa như là từ nơi cây nho trải qua nhánh, để rồi nhánh nó kết quả, nó ra được nhiều trái. Đó là chuyện tự nhiên. Amen anh chị em. Hãy đeo đuổi Chúa cho đến chừng chúng ta thấy phép lạ là chuyện tự nhiên xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Đời sống tăng trưởng trong Chúa là chuyện tự nhiên trong đời sống của chúng ta. Phước hạnh của Chúa tự nhiên xảy ra trong đời sống của chúng ta. Hôn nhân của chúng ta hạnh phúc là chuyện đương nhiên, là bởi vì chúng ta ở trong đó. Amen anh chị em. Gia đình của chúng ta, vợ, cha mẹ, con cái với cha mẹ, tất cả đều là phước hạnh, bởi vì tất cả chúng ta đều dính liền với gốc. Thì tuyệt vời. Nói theo như một số anh chị em chúng ta Việt Nam, hơn cả tuyệt vời khi chúng ta dính liền với Chúa. Hãy cứ ở trong ta thì ta sẽ ở trong các người. Cảm ơn Chúa. Không có lời hứa nào mà chắc chắn hơn điều đó. Cảm ơn Chúa. Giờ trở lại với chính câu hỏi đầu tiên. Ai trong chúng ta cảm thấy rằng mình có ba, có hai, có ba, có bốn, có người thì chính câu hỏi đó, câu nào cũng dính hết. Thì tôi khuyến khích anh chị em ở trong thời gian này, đừng ra về cho đến khi chúng ta giải quyết ở trước mặt Chúa. Lạy Chúa, cho con lại được dính liền với Ngài. Con muốn ở lại, con muốn trở lại với chính mình Chúa. Loạt bài này nhắc chúng ta điều đầu tiên, chúng ta nhớ lại. Thứ hai, chúng ta ăn năn trở lại. Thứ ba, chúng ta làm tươi mới trở lại. Và hôm nay chúng ta tiếp tục ở lại trong Chúa, thì đời sống của chúng ta sẽ là những ngày tràn đầy phước hạnh từ nơi Chúa. Amen anh chị em. Sáng chúng ta chịu không nổi, phải nhảy ra khỏi giường liền, bởi vì ngày hôm nay hứa hẹn bao nhiêu phước hạnh của Chúa sẽ thể hiện ra, và tôi sẽ sống một ngày phước hạnh. Chứ không cứ kéo mềm tùng, không muốn sống. Mỗi ngày của cuộc sống của chúng ta là một cuộc phiêu lưu với Đức Chúa Trời. Mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta, khi chúng ta dính liền với Chúa, là chúng ta sẽ thấy những công việc của Đức Chúa Trời toàn năng làm việc qua đời sống của chúng ta, qua lời nói của chúng ta, qua công việc của chúng ta. Mỗi ngày của cuộc sống là cơ hội để chúng ta có thể kinh nghiệm Chúa mỗi ngày một mật thiết và phước hạnh càng hơn. Amen anh chị em. Cảm ơn Chúa. Và xin những người ban phước để loạt bài này sẽ tiếp tục giúp đỡ anh chị em có một hành trang để bước đi với Chúa, một cái phước hạnh ở trong ơn của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Tôi khuyến khích anh chị em ở trong thời gian này, hãy thành thật với chính mình và trước mặt Chúa, vì chúng ta làm sao giấu Chúa được. Cũng đừng lừa gạt chính mình, nói mọi việc ổn. Như tôi nói từng hồi từng lúc, cá nhân tôi, các thánh đồ của Chúa đều trải qua những cái thăng trầm này. Vì bất cứ một lý do nào đó mình buông tay Chúa, mình để cho những cái điều mà giúp cho mình tăng trưởng, gần gũi, nhận được phước của Chúa đó bị gián đoạn. Có thể là bận rộn của cuộc sống, có thể là một đam mê mới, có thể là một cái gì đó nó xen lẫn vào. Nếu có, trong ơn của Chúa trong thời giờ này, lấy nó ra khỏi đời sống của chúng ta, sắp lại sự quân bình và làm như phương châm của hội thánh của Chúa chúng ta đã đeo đuổi. Dâng cho Chúa thì giờ đầu tiên của Ngài, dâng cho Chúa ngày đầu tiên của tuần lễ của chúng ta, và dâng cho Chúa cái phần 10 đầu tiên của lợi tức của chúng ta. Tôi cam đoan với anh chị em, Đức Chúa Trời sẽ ban phước trên đời sống của chúng ta đến độ chúng ta không có đủ chỗ chứa, mà nó sẽ tràn ra chuyện nơi chúng mình. Hãy lặp lại mối tương giao với Chúa, cứ ở lại trong Ngài. Nếu có ai tại đây bạn chưa bao giờ ở trong mối liên lạc với Chúa, hôm nay là lần đầu tiên, đừng chờ đợi, đừng trì hoãn. Giây phút nào bạn còn ở ngoài nhánh nho, xin lỗi, gốc nho, thì nhánh của bạn sẽ không bao giờ, cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ kinh nghiệm được hạnh phúc, phước hạnh và kết quả. Hãy ráp lại với nguồn của mình, cắm cuộc đời của mình vào Chúa, cất đi những tội lỗi, ăn năn quay về, tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu chuộc đời sống. Đời sống của bạn sẽ bắt đầu một bắt đầu mới, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Điều đó là điều mà bạn cần làm. Chúng tôi khuyến khích làm mạnh dạn, tiến lên phía trước tại đây, ở bên tay trái của tôi, tức là bên tay phải của hội chúng. Chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị làm công việc đó. Đối với các anh chị em, đối với các bạn hữu của chúng tôi, có thể nghe được, xem được video clip của chương trình nhóm lại và bài giảng luận này. Nếu bạn chưa bao giờ tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống, hãy thực hiện ngay bây giờ. Ngay cái giây phút mà bạn nghe được sứ điệp này,
Ngài chính là nguồn sống của bạn, và Ngài cũng chính là đấng bảo tồn bạn. Đừng sống xa Chúa nữa, quay về để bạn được phục hồi và kinh nghiệm được phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Hãy lặp lại lời cầu nguyện này mà tôi hướng dẫn cho đây. Lạy Chúa, con là một tội nhân, xin tha thứ cho con vì con đã xoay lưng khỏi gương mặt yêu thương của Ngài. Con đã bỏ đi xa, con đã tự viết lên những trang sử của cuộc đời của con. Nay con nhìn lại thấy toàn là nước mắt và đau khổ, con ăn năn quay về. Cảm ơn Chúa vì được nghe biết Chúa yêu con, và Ngài có chương trình tốt đẹp cho đời sống của con. Xin Chúa sử dụng máu huyết của Ngài đã đổ tại thập tự giá rửa sạch tội lỗi con. Và kể từ giờ phút này, con xin mời Chúa bước lên ngôi của tấm lòng của con, làm cứu Chúa và là chủ của đời sống của con. Xin điều khiển dẫn dắt, ban cho con năng lực từ nơi Ngài để đời sống của con tràn đầy niềm vui, phước hạnh, kỷ luật, nhân từ, yêu thương, mềm mại. Vì tất cả những điều đó, không một luật pháp nào cấm những điều này. Xin ban phước và cho con có thể kinh nghiệm sự sống mới trong ơn của Ngài. Thánh Chúa, và con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Nếu bạn làm công việc đó, chúng tôi xin chúc mừng bạn. Ai có mặt tại đây muốn thực hiện công việc này, xin mạnh dạn rồi các hàng ghế tiến lên phía trước tại đây, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho các bạn. Hội thánh xin Chúa ban phước cho anh chị em lặp lại mối liên hệ mật thiết với Chúa như cành nho liền gốc, để đời sống anh chị em luôn kinh nghiệm bông trái mà Chúa Ngài đã định cho đời sống của chúng ta. Chúa ở cùng dẫn dắt hội thánh trong ơn của Ngài. Hẹn gặp lại anh chị em trong cuộc sống đầy kết quả cho Chúa. Amen. Xin kính chào quý thính giả, xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.